chào quý vị khán giả đang đến với chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các thông tin đáng chú ý sau đây. Mưa lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung. Liều lĩnh đột nhập vào nhà dân trộm xe máy, còn lấy luôn mũ bảo hiểm. Thời điểm này, nông dân vùng cao không nghỉ đông mà tất bật với ruộng nương. Thưa quý vị, cho đến sáng nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn mưa lớn. Trong đêm qua, mưa rất lớn khiến nước trên sông Hương, sông Bồ đều đã vượt mức báo động 3, gây ngập lụt trên diện rộng ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày hôm nay để đảm bảo an toàn. Tại một số địa phương khác dọc miền Trung, trong những ngày vừa qua, mưa lũ cũng rất phức tạp. Đặc biệt tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều nơi. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều qua, trên địa bàn có 3 người mất tích do mưa lũ. Trong đó, địa phương bị ngập nặng nhất là tại huyện Cam Lộ. Thống kê của huyện này cho hay, có khoảng 800 hộ dân ở các xã bị ngập lụt. Thiệt hại ban đầu, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị ngập, xói lở. Hàng chục con gia súc của người dân đã bị trôi. Ngành giáo dục huyện Cam Lộ đã cho học sinh ở vùng bị ngập lụt được nghỉ học. Hiện vẫn còn một số nơi ngập nước. Đáng chú ý là ở làng Bích Giang, xã Cam Hiếu, vẫn còn 100 hộ dân đang ngập. Đối với những khu vực nước rút, lực lượng quân đội địa phương đã khẩn trương giúp người dân dọn dẹp. Địa phương cũng đang tập trung triển khai tìm kiếm người mất tích. Tiếp tục chương trình với các tin nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng công an bắt đối tượng Nguyễn Nhật Trường đang tàng trữ một gói ma túy trên địa bàn xã Xuân Thọ. Qua điều tra mở rộng, tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Hồ Hậu, 29 tuổi, tại ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 5 gói ma túy có tổng khối lượng khoảng 20 gram, một khẩu súng và 15 viên đạn đang đợi giám định, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đây là hình ảnh camera của một nhà dân tại ấp Gia Yên, xã Gia Tân Ba ghi lại cảnh một người đàn ông lợi dụng đêm tối lẻn vào nhà đua nóng chiếc xe máy. Theo đó, vào khoảng 1 giờ 55 phút đến 2 giờ 5 phút rạng sáng qua, lợi dụng việc nhà dân mất cảnh giác không đóng cửa cổng, một người đàn ông đeo khẩu trang màu trắng đã lẻn vào, tiến đến khu vực có chiếc xe máy, dễ dàng vô hiệu hóa cánh cửa sắt của căn phòng đang để xe máy, sau đó nhẹ nhàng dắt xe máy ra ngoài. Trước khi đi, tên này còn lấy luôn cả mũ bảo hiểm của gia chủ. Sau khi lấy được xe máy ra ngoài, hắn nhanh chóng dắt xe ra ngoài phía cổng. Do xe máy vẫn có chìa khóa nên tên trộm đã nhanh chóng nổ máy rồi biến mất trong đêm tối. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Đồng Khởi, đoạn qua phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến hai người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút. Một người điều khiển xe đạp ngược chiều trên đường Đồng Khởi hướng từ ngã tư Tân Phong đi chợ Tân Hiệp. Khi đến đoạn trước nhà hàng Eros Palace thì va chạm với hai xe máy biển số 60B1-10041 và xe máy biển số 60N9-9884 lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm liên hoàn khiến hai người tài xế té xuống đường nằm bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại Bình Phước, tối qua, một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên đường DT741, đoạn qua khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, giữa xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, xe tải biển số 60H05602, chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên đường DT741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Bình Dương, đến vòng xoay suối Cam thuộc khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93P1-32548 do anh Bùi Văn Thảo, 44 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước điều khiển, lưu thông phía trước. Cú tông mạnh đã khiến cho anh Thảo tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn sau khi Giám đốc cũ đã bị khởi tố bắt tạm giam gần 7 tháng. Trước đó, ngày 28 tháng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo trong công tác, các hoạt động của trung tâm cũng bị tạm dừng. Quyền lợi của nhiều học viên, giáo viên bị ảnh hưởng.
Sau khi có giám đốc mới, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn có trách nhiệm rà soát, củng cố lại cơ sở vật chất, bộ máy. Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra, nếu trung tâm đảm bảo các điều kiện sẽ được hoạt động trở lại. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết gần đây có tình trạng người dân bị lừa gọi vào hotline từ website mạo danh ngành bảo hiểm xã hội và bị tính cước điện thoại đến 8.000 đồng một phút. Qua rà soát cho thấy, trên trang Google Maps, phần thông tin tổng đài liên hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, quận, huyện đã bị chỉnh sửa. Các tổng đài này đều có chung đầu số 1900-9966XX và thu tiền cước điện thoại với giá cao. Để phòng tránh các hình thức giả mạo, lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt lưu ý, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 1900-9068 với giá cước 1.000 đồng một phút. Việc đối tượng cố ý chỉnh sửa làm sai lệch số tổng đài liên hệ của một số cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa người dân và các đơn vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý, ngăn chặn các thông tin sai lệch trên môi trường mạng. Chương trình online cùng DNRTV tiếp tục với các tin tức đời sống. Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc. Tại đây có sự góp mặt của nhiều sản phẩm OCOP 4 sao và 3 sao trên địa bàn huyện như dưa lưới và rượu dưa lưới Trang Trại Việt, hạt điều Huyền Phương, chuối hộc rừng Nguyên Lê, yến xào Dương Vũ, cacao Xuân Lộc, mắc ca Tuy Đức, mật xoài mít sấy Thanh Thúy, vân vân. Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, việc mở rộng các điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP giúp nâng cao giá trị sản xuất và tạo thương hiệu cho nông sản, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, thời điểm này, nông dân vùng cao không còn nghỉ đông như trước, bà con vẫn tất bật với ruộng nương, trồng rau củ quả vụ đông, vừa đáp ứng nhu cầu hàng ngày, vừa giúp cho bà con có thêm nguồn thu nhập ổn định. Ghi nhận từ các đồng nghiệp Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai về không khí rộn ràng sản xuất vụ đông của bà con tại huyện vùng cao Bắc Hà. Vừa thu hoạch xong lứa rau cải, gia đình bà Lùng Sự Sáng ở thôn Tà Chải, xã Lùng Phình lại tiếp tục làm đất gieo lứa rau mới như đậu Hà Lan, rau cải, các loại rau gia vị để kịp phục vụ thị trường dịp Tết tới. Còn vườn bắp cải này sẽ được thu hoạch vào tháng tới. Liên tục cuối vụ, bà Sáng luôn có đủ việc làm và thu nhập tốt từ 5.000 m2 đất trồng rau vụ đông. Rau thế này thì được hơn là mình trồng ngô. Trồng ngô thì bây giờ ngô bán ra rất là rẻ. Mà mình trồng rau như thế này ấy, thì mình có bao nhiêu mình bán bao nhiêu. Còn ngô thì mình trồng ít thì mình bán ít, mà bán thì lại không được giá. Thời điểm này, Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái Tà Chải đang huy động các thành viên khẩn trương thu hoạch súp lơ, bắp cải để chuyển cho khách hàng, đồng thời trồng, chăm sóc lứa mới. Toàn bộ diện tích được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhờ vậy năng suất cao và thị trường tiêu thụ rộng mở. Đương nhiên là cao hơn bởi vì nó có nhà lưới. Có nhà lưới thì nóng, lúc nào cây rau nó cũng lớn thành như kiểu lúc nào cũng lớn nhanh non, nó không như ngoài trời phơi nắng. Rau của mình là cứ xuất về siêu thị, các siêu thị hết, là mình đặt tiêu chuẩn Việt Gáp thì mình cứ đưa vào siêu thị hết. Có nhiều thì siêu thị lấy nhiều, mà có ít thì siêu thị lấy ít. Mình gọi là có đầu nguồn thu nhập. Vụ đông năm nay, Bắc Hà phấn đấu trồng 350 hectare cây vụ đông, tập trung vào các loại rau chính như su hào, súp lơ, bắp cải, đậu Hà Lan, cải ca lê, cải ngọt, củ cải. Huyện cũng đang mở rộng diện tích cây rau đặc sản ngũ gia bì hương. Mục tiêu của huyện là đạt giá trị bình quân 100 triệu đồng một hectare cây trồng vụ đông. Xây dựng theo kế hoạch để bà con bao tiêu cho nó phù hợp, tránh cái tình trạng mà chúng ta sản xuất với sản lượng lớn mà chúng ta không bán được ra thị trường. Bởi vì nhu cầu thị trường hiện nay thì rất là đa dạng, người ta đòi hỏi rất nhiều chủng loại khác nhau để tránh cái tình trạng là dư thừa khủng hoảng vào những cái thời điểm nhất định. Thì đấy là một trong những cái biện pháp mà ngành nông nghiệp chúng tôi triển khai đến bà con nhân dân. Năm nay kế hoạch toàn tỉnh Lào Cai gieo trồng trên 4.000 hectare rau vụ đông, phấn đấu đạt tổng giá trị trên 417 tỷ đồng, chủ động chuyển đổi đất sản xuất sau thu hoạch, cơ cấu giống hợp lý. Thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo trồng trên 90% diện tích. Quý khán giả thân mến, giáo viên mầm non là nghề vô cùng vất vả. Thế nhưng vượt qua những áp lực với niềm yêu nghề, mến trẻ, nhiều cô giáo đã bám trụ với công việc này hàng chục năm. Cô giáo Nguyễn Thị Vân, trường mầm non Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mà chúng tôi giới thiệu sau đây là một trong những gương mặt giáo viên trẻ tiêu biểu được tỉnh đoàn tuyên dương trong năm 2023 này. Một ngày của cô Vân cũng như các cô giáo mầm non khác bắt đầu từ rất sớm.
Đều đặn cứ 6 giờ 30 phút sáng, cô Vân đã có mặt tại trường để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đón trẻ. Nụ cười hiền, ánh mắt trìu mến khi đón trẻ tới lớp, đến chiều muộn đưa các bé ra về với gia đình khiến phụ huynh rất yên tâm khi gửi trẻ đến trường. Trải qua nhiều năm dạy mầm non, cô Vân tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để khai thác cá tính của các bé, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng độ tuổi của trẻ. Trồng cây non tốt thì cây lớn lên sẽ tốt, và dạy trẻ tốt thì sau này cháu cũng trở thành người tốt. Bởi vì vậy là mình giáo viên mầm non như là một cái người mẹ thứ hai đối với trẻ. Hàng ngày trẻ thì thường đến trường thì cô đã ân cần chăm bẵm, chăm lo cho các con từng cái bữa ăn, giấc ngủ, dạy dỗ cho các con từng cái những điều nhỏ nhặt nhất, như là dạy trẻ như chính là dạy đứa con của mình. Điểm nổi bật của cô Vân đó là rất là sự chăm chỉ, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với học sinh thì cô chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và đối xử yêu thương, công bằng với tất cả các cháu. Còn đối với chị em đồng nghiệp thì luôn luôn giữ mối quan hệ đoàn kết, vui vẻ, hòa nhã với phụ huynh. Đây là một buổi kể chuyện dành cho các bé mầm non. Câu chuyện anh em nhà thỏ được cô Vân cùng các cô khoác áo mới bằng sự kết hợp của nhiều hoạt động hát múa, trong đó đặc biệt có phần múa rối. Đây là một cách để câu chuyện trở nên sống động hơn. Ngoài tự tay tạo ra các mô hình tạo hứng thú trong học tập, cô Vân còn tích cực ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, sáng tạo ra các mô hình phát huy vai trò lấy trẻ làm trung tâm cho mọi hoạt động. 2023 thì mình cũng có làm một cái mô hình mới để tham gia vào cái chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động học tập năm 23, đó là cái mô hình bộ vận động, đồ dùng vận động thông minh. Thì hiện tại thì bộ đồ dùng này thì mình đang tham gia dự thi và đang chờ kết quả, và hy vọng là sẽ đạt kết quả cao để mang đến cái sự chuyển biến mới, tích cực mới và đổi mới trong cái môi trường giáo dục của trường mầm non Tham Nghiệp và trong ngành giáo dục của trong thành phố. Cô Vân rất là yêu thương trẻ, rồi nhiệt tình, rồi trong trong sản giảng thì sáng tạo, làm đồ dùng dạy học, đi thi đạt được kết quả cao. Đó cũng là động lực cho giáo viên trẻ để noi theo, phấn đấu và tham gia thực hành giống như cô Vân. Cô Vân luôn tâm niệm giáo viên mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Vì thế dù có khó khăn, có vất vả, nhưng cô vẫn luôn mong muốn được theo nghề để thực hiện sứ mệnh của cô giáo mầm non. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tindongdongnai@gmail.com. Anh Phương và Thu Huế cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.